Dân cùng đến với tiết mục múa Hương sắc bản Mường do đội văn nghệ đến từ xóm Đồng Tâm biểu diễn. Sau đơn vị xóm Đồng Tâm xin mời xóm Trong Vạch chuẩn bị. Thank you.
Xin được cảm ơn tiết mục múa đến từ đơn vị Sóng Đồng Tâm. Nối tiếp chương trình, xin mời quý vị và bà con nhân dân